Xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau mang cú đi chơi vòng quanh thế giới nha. Đó chính là nhân vật nhà tiên tri. Vẫn như cũ. Đó, mình mang 36 đi cứu người. Bản thiên phú thì các bạn xem top player ấy. Đừng có xem mình, nhiều khi mình lên nhánh linh tinh rồi không tiện sâu ra. Chỉ biết là 36 thôi. Nghe có vẻ mùi vu trang giặc sụa. Ê bạn ơi bay đi, à chạy đi, nó sang bây giờ á. Thấy nó đi hướng bên này. Chạy đi, đúng rồi. Nữ vô công có vẻ rất là hiểu ý mình nhá. Đây, thấy chưa. Đó, mình đâu có sai đâu. Rồi. Chim nó chả cò về rồi. Nó đi hướng nào? À. Dạng trắng các bạn, dạng trắng là phải tránh xa ra nha. Thấy ván đập liền. Mấy cái thứ này nó hay gồng lên lắm. Đấy, úi dồi. Nhưng mà nhớ di chuyển là phải quay cam về Hunter để tích cú. Tốc biến thơm bơ. Trời ơi, dạng trắng dí không xong, đổ sang dạng đen sao dí. Hi. Sắp được một con cú rồi. Một chút nữa. Đuổi đi bạn ơi. Ơ kìa. Thằng đẻo. Nó dụ mình sai cú xong nó đi. Đẻo ghê luôn á. Đi hít cú mãi mặt, trận này mình đi hít cú đi. Trời ơi, hít xong sắp cú được, còn bay nữa. Yeah. Ủa, nó mất dấu kìa. Đổi kỹ năng sớm vậy. Ê, chị thương. Chạy đi đâu ấy. Rồi, nó thấy dấu chân rồi kìa. Khổ. Nãy đứng im sao cục đá là ngon rồi. Chạy đi đâu chạy. Úi dồi, tông vào tường. Úi dồi ôi. Bà cứ làm như đặt vòng trong đấy được ấy. Thôi lại tiếp tục hành trình đi kiếm cú. Kame hút hồn. Mệt ghê, nhìn mình cứ giống như là phóng thành viên. Như giống như mấy cái bà mà nhiều chuyện á. Đi hít Ramu. Hay quá. Chủ tế cai hay. Ơ chết. Trời ơi, sao mày không đánh chủ tế đi. Lại kame hút hồn. Trời ơi, nó bò chậm. Cho cú nhiều là bò cực chậm luôn á. Thanh niên đây rồi. Đạt lúc này sửa máy chăm chỉ hết. Thanh niên như cần. Ủa. Còn đúng một máy. Ui xa vậy. Ấn nổ máy rồi, hay quá. Yêu thương vũ công dễ sợ luôn. Được con cú nữa rồi. Sai rồi, bay sai rồi. Bay quá sai. Ôi chết, cú.
Ok. Bạn quá sai, sai mãi sai. À, chuông dơ. Thôi đừng đuổi tớ nữa cậu ơi. Ôi may quá nó không đuổi nữa rồi. Để mình lại tiếp tục đi hít cú. Còn gì nữa đâu mà chả khóc với chả sầu. Ố, sao bạn này tự nhiên chạy sang đây? Cổng bên đấy chưa mở à? Cứu cứu tớ với. Bánh, bánh kem chắc. Mà nói thật nha, mình xem rất là nhiều TikTok của mấy cái ông bà mà tổ chức sinh nhật cho bạn bè mình xong rồi úp cái bánh kem lên mặt ấy. Thật sự rất là khó chịu luôn ấy. Không thấy vui chút nào luôn. Mà mình không biết là cái người bị úp mặt có cảm thấy vui không chứ. Mình là người ngoài, mình nhìn vô mình cảm thấy rất là khó chịu cực kỳ. Mà sao mà tụi nó vẫn cười ha há được, đúng nể luôn. Phải chi mà ăn được cái bánh kem đó thì chắc là mình ăn chứ mình không có dại gì mình ụp lên vậy đâu. Mà đứa nào mà ụp chắc là mình cũng phải vét hết cả đống kem mình ụp lại mặt nó. Hết mắt đỏ rồi, hết mắt đỏ rồi. Hít cú mãi mặt. Để mình cú 99 luôn. Có nhánh 6 mà, chạy sang đó chắc kịp. Sắp được con cú rồi. Yes. Chạy thôi. Cover gì nữa. Vừa nhánh 6 vừa cú nữa. À ngáo rồi. Chạy kịp, chạy kịp. Ui lát lát lát. Yeah. Thắng rồi. Công làm cái gì vậy? Để vào. Bà còn chạy ngược vào đây nữa. Úi trời ơi. Thanh niên ngay cổng của năm. Ừ. Để coi ngay cổng có được không. Thôi xong. Ngáo nè, ngáo nè. Ngáo nè, ngáo nè. Biết ngay, đánh phát nữa. Úi xổi ôi, tiếc thế. Đang trông chờ một cái gì đó gọi là nhây cổng người cu trang vù cho phát cuối cùng. Ông này ống lúc đánh làm sao ấy. Gặp bà An kìa. Cú đêm bảo vệ đồng đội đó. Nhiều khi tặng cho đồng đội những cái pha cú huyền ảo đúng không? Kiểu cú một giây như là nhiệm vụ đây thì các bạn sẽ thấy là được đồng đội kiểu wow, best see, best o các thứ. Không cho cú cũng bị chửi cho cú. Ô may. Ô. Soi bác sĩ cho vui mà không ngờ. Úi dồi ôi. À, tiên tri thì cũng được đồng đội khen, cũng như là không thể nào mà khen hoàn toàn 100% được. Có những trận bị chửi sấp mặt ra. Nhiều bạn tiên tri kiểu như là họ sẽ giữ cú, giữ trinh luôn. Kiểu con cú đó là để cực kiểu. Hoặc là có những con cú gọi là búp sau khi bị lát effort này. Hoặc là
Còn những con cú gọi là gục rồi mới cho chẳng hạn, kiểu vậy. Rất nhiều trường hợp. Nhưng mà đa số thì họ cũng muốn là book cho các bạn một con cú gọi là hoàn hảo. Nhưng mà thực sự ra thì có nhiều pha hunter nhanh tay hơn mình, nó nhanh não hơn, nhanh mắt hơn, mình không thể phán đoán được. Có những lúc hụt hẫng thì cũng đành chịu vậy, chứ họ thì cũng cố gắng hết sức rồi. Đùa chứ gặp như mình thì chắc mình cũng chửi thiệt. Có ai làm thiên thần mãi đâu. Đấy, các bạn có thể thấy mấy cái bộ phim ngon lành cành đào như là Diên Hy Công Lược, có cái bà nhàn phi của Sa Thi Mạn hiền rồi nhưng mà cũng bị phải đánh đổi. Tính cover xong mèo làm lệch hết cái gì. Drama, hit drama, vui cùng vui mua. Cho dính mèo luôn. Nhảy qua đây. Úi giời ơi. Nhìn người ốm nhau ốm nhách thế mà bắt cười. Bốp. Rồi chạy đi, để mình cover. Nhảy qua. Đúng rồi. Nó cay mỗi đào vàng thôi ấy. Hay quá nhở. Úi dồi ôi. Được con cú rồi. Ơ sao đổi sang bác sĩ ấy kìa. Để mình núp núp vào đây mình soi cú. Cứ như là đang đi quay lén ai đó vậy, cái hầm ngay đây luôn. Rồi rồi rồi, này cú này. Trời ơi, làm nhiệm vụ rất là ngọt nha. Bà bác sĩ phải khóc thét lên vì phát cú quá là ngon của mình. Lại tiếp tục đi hit drama. Còn có nửa máu à, đau khổ. Ôi chết chết chết. Ôi dính mèo rồi. Đập ván luôn. Ôi mèo kìa. Đừng. Má. Choáng mèo lâu vậy. Ghê vậy. Ô cái hầm ngay đây luôn. Thôi tiêu rồi. Cái này gọi là bị tai nạn nghề nghiệp. Đi hít cú bị hunter nó vả. Một pha mèo đi vào lòng đất của nhân vật An. Ở đào vàng sắp nổ máy kìa. Cứu cứu tớ. Ôi đây mà, chạy đâu vậy? Úi dồi ôi. Không thoát được rồi, từ tôi để có cú để mình cứu. Cứu luôn cho nóng. Hay quá. Trời ơi, úi dồi ôi. Ok, ổn rồi. May có quả cú xuống cứu ấy, không là cũng tiêu. Hình như là bà An đổi dịch chuyển. Chắc là hồi skill rồi. Mà kiểu đang cay mỹ nhân dí mỹ nhân hay sao ấy.
trang phục này cũng đắt tiền nha. Mình nghe đâu là mấy chục triệu mới lấy được bộ skin này. Vô vô vô. Ui ôi, ông đào vàng cũng còn ở ngoài. Ơ hình như A này không lấy mắt đỏ. Không lấy mắt đỏ. Rồi thì bó tay rồi. Còn bác sĩ này. Bà làm gì đấy? Ô, đầu hàng. Ok, và mình cũng sẽ kết thúc video clip ở đây thôi. Và nếu các bạn thích thì đừng quên ủng hộ channel của mình. Bye bye mọi người, chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ.